Mến chào các bác, trên tay em đây là nước rửa chén và dầu ăn. Và có một bác chia sẻ trên kênh Hoa Vườn Nhà là bác ấy muốn pha một chút nước rửa chén để xịt lên tán cây để phòng trừ sâu bệnh cho cây có được hay không. Thì em cũng chia sẻ với bác, với mọi người trên kênh Hoa Vườn Nhà là điều này hoàn toàn được. Tuy nhiên khi sử dụng hai cái chế phẩm này pha vào nhau thì chúng ta phải chú ý tới cái liều lượng nhé. Nếu các bác pha quá liều và sử dụng không đúng cách ấy, thì nó sẽ làm cháy lá, chết cây đó các bác ạ. Khi mà các bác trồng các loại hoa cây cảnh trong vườn thì thường các bác sẽ thấy các cái loại hoa cây cảnh nó hay bị các cái loại côn trùng và sâu bọ tấn công. Ví dụ như là bọ trĩ này, nhện đỏ này, dẹp này và các cái loại sâu ăn lá hoặc là các cái con sên nó tấn công tới các cái loại hoa cây cảnh trong vườn nhà các bác, làm ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng, phát triển, đóng nụ và ra hoa của cây. Chính vì vậy mà các bác tìm rất là nhiều phương pháp để diệt các cái loại côn trùng sâu bọ này. Có bác thì sẽ tự chế ra các cái chế phẩm, ví dụ như là từ ớt này, tỏi này, thuốc lào này. Các bác xay nhỏ ra cái rồi các bác đổ nước vào. Các bác ngâm tầm 2 tuần, sau đó lấy cái nước đó pha loãng ra, xịt lên tán cây để diệt các cái loại sâu bọ côn trùng, ví dụ như bọ trĩ, nhện đỏ hoặc dẹp hoặc là các cái loại sâu ăn lá, dày nâu vân vân. Rất là nhiều loại côn trùng có hại, cũng rất tốt, an toàn các bác. Hoặc là có bác thì đi mua các cái chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật, có thể là chế phẩm vi sinh hoặc là thuốc hóa học, và xịt lên tán cây để diệt các cái loại côn trùng sâu bọ đó cũng được, tuy nhiên nó độc hại các bác. Còn ở đây thì khi mà chúng ta sử dụng nước rửa chén kết hợp với một chút dầu ăn, chúng ta hòa ra nước, chúng ta xịt lên tán cây, thì các bác có thể sử dụng nó để phòng trừ một loại sâu bệnh khá là phổ biến trên hoa hồng cũng như các loại hoa cây cảnh khác, đó là bệnh dẹp. Khi mà cây nó bị dẹp như vậy thì thường thường ấy, nó sẽ hút hết nhựa cây, làm cho cây khô dần dẫn tới chết. Đặc biệt cái bệnh dẹp này nó xuất hiện nhiều nhất ở trên cây hoa hồng cổ Sapa. Các bác cứ để ý mà xem. Cho nên sử dụng cái bộ đôi này kết hợp với nhau xịt thì nó cũng khá hiệu quả và an toàn. Bên cạnh đó, khi mà các bác hòa cái chế phẩm này, các bác xịt lên tán cây thì nó cũng có tác dụng diệt bệnh trĩ trên cây này, hoặc là diệt các cái loại côn trùng ăn lá này, hoặc là các cái con sên. Khi mà các bác xịt vào nó rất là tốt, cũng khá hiệu quả. Còn để an toàn ấy, thì đầu tiên thì các bác phải quan tâm tới cái liều dùng. Với cái chế phẩm nước rửa chén Sunrise này, các bác có thể sử dụng nhãn khác cũng được. Thì các bác sẽ lấy khoảng từ 3 tới 5 ml. Các bác pha cho 1 lít nước. Lưu ý từ 3 tới 5 ml pha cho 1 lít nước. Và khi mà các bác pha 1 lít nước như vậy thì các bác sẽ lấy từ 2 tới 3 giọt dầu ăn. Các bác pha chung vào. Cái dầu ăn các bác pha chung thì nó có cái tác dụng như một cái chất bám dính. Nó sẽ tăng cái khả năng bám dính của cái chế phẩm nước rửa chén này lên các cái loại hoa cây cảnh mà chúng ta xịt vào. Các bác lưu ý nhé. Đó, nó rất là hiệu quả. Và cái khoảng cách giữa hai lần xịt nếu cây đang bị bệnh ấy, thì khoảng 3 tới 5 ngày các bác xịt một lần. Còn nếu mà chúng ta phòng bệnh ấy, thì từ 10 tới 15 ngày các bác hòa ra, các bác xịt một lần. Và các bác lưu ý khi chúng ta xịt lên tán những cái loại cây cảnh trong vườn thì ở cái phần giá thể ấy, các bác phải chuẩn bị một cái bao ni lông để các bác che cái phần giá thể, phần dưới cái chậu ấy, che kín lại. Để khi các bác xịt lên tán cây thì cái nước ấy, nó không chảy xuống phần giá thể. Chỉ cần cái nước này nó chảy xuống phần giá thể, nó sẽ làm cho chết cây đó các bác. Các bác lưu ý nhé, chết cây đó. Cho nên là các bác phải quan tâm, phải để ý khi mà chúng ta xịt cái chế phẩm này lên tán các loại hoa cây cảnh trong vườn. Và đặc biệt cái thời điểm mà các bác xịt tốt nhất là 6-7 giờ chiều, đặc biệt mùa hè này càng quan trọng. Khi mà 6-7 giờ chiều thì cái nhiệt độ môi trường nó xuống thấp và nó tắt nắng rồi. Các bác xịt thời điểm đó thì các bác cứ xịt ướt đẫm tán lá này, dưới phiến lá này, ướt đẫm chi cành này, thậm chí là thân cây. Nếu mà các bác xịt như vậy thì nó sẽ diệt hết những cái
con côn trùng nó có trú ngụ trong cái thân cây hoặc là chi cành hoặc là dưới những cái kẽ lá, các bác cứ xịt ướt đẫm cho em. Và các bác xịt như vậy tới sáng hôm sau khi mà thời tiết chưa nắng ấy, 5-6 giờ sáng các bác dậy thể dục thì các bác sẽ lấy vòi nước hoặc là các bác sẽ cho cái nước sạch vào trong cái bình xịt ấy. Tất nhiên là bình xịt thì các bác phải rửa sạch đi nhé, cho nước sạch vào. Các bác xịt để rửa lại cái tán lá nhé, lưu ý rửa lại tán lá. Khi các bác làm như vậy thì cây nó sẽ không bị cháy lá. Và các bác sẽ lưu ý khi mà xịt lên những cái cây nó còn có những cái mầm non. Bởi vì những cái cây ấy mà khi nó đang có mầm non như vậy, bất kể một chế phẩm nào các bác xịt vào lá thì nó rất dễ gây ra hiện tượng cháy lá các bác nhé. Cho nên là những cái cây mà nó đang có mầm non như vậy thì chúng ta không nên xịt. Hạn chế tối đa cái việc là các bác xịt bất kể một chế phẩm nào. Các bác đợi tới khi nào ấy, cái lá nó bánh tẻ, cái lá nó cứng lại thì chúng ta hãy xịt thì nó sẽ an toàn hơn cho cây nhé. Cho nên là nó cũng có hiệu quả nhưng mà nếu các bác sử dụng đúng cách, còn nếu không đúng cách nó sẽ gây hại cho cây đó các bạn. Và cái việc các bác sử dụng những cái chế phẩm này, các bác xịt thì các bác lưu ý nhé, cái nước rửa chén này này nó khá là độc. Cho nên là nếu mà những cái chậu cây nào mà các bác để gần những cái hồ cá ấy, thì các bác không nên xịt, nó bay vào hồ cá là nó sẽ chết cá đấy. Khi mà nhà các bác có việc ấy, mà các bác rửa bát, rửa chén, rửa đĩa mà đổ cái nước đó xuống ao với cái lượng nó khá lớn ấy, thì ao cá nhà các bác sẽ chết hết. Cho nên là nó khá là độc nhé. Cho nên là các bác lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái nước rửa chén này để chúng ta có thể mà xịt lên tán cây để phòng trừ các cái loại sâu bệnh, diệt các cái loại côn trùng có hại cho các loại hoa cây cảnh trong vườn. Và các bác không nên sử dụng cái bộ đôi này vào rau nhé. Bởi vì theo quan điểm của em ấy, cái nước rửa chén này nó khá là độc. Nếu các bác xịt vào rau ăn ấy mà nó ngấm vào cái lá của cái cây rau thì nó sẽ rất khó rửa trôi. Đặc biệt là chúng ta có pha thêm cái dầu ăn này, nó khó rửa trôi như vậy thì nó sẽ rất là độc hại khi mà chúng ta hái ăn. Đó, cho nên là các bác thận trọng nhé khi sử dụng cái chế phẩm này. Đó, sử dụng vẫn được nhưng mà chúng ta phải thận trọng để chúng ta bảo vệ các loại hoa cây cảnh trong vườn, để chúng ta có thể chơi các loại hoa cây cảnh nó nở hoa đẹp, nó hạn chế các loại sâu bệnh tấn công. Bởi vì mùa hè ấy, thường rất là nhiều loại sâu bệnh tấn công các loại hoa cây cảnh trong vườn, đặc biệt là hoa hồng, nó rất dễ bị trĩ nhện đỏ. Tất nhiên là cái khả năng phòng trừ bệnh trĩ nhện đỏ của cái nước rửa chén này nó rất là hạn chế, nó không được mạnh như các cái thuốc bảo vệ thực vật đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi, các bác cứ sử dụng nhiều lần, lặp đi lặp lại thì nó sẽ giảm cái bọ trĩ để chúng ta có những cây hoa đẹp hơn. Còn chúng ta sử dụng thì chúng ta cứ theo những cái công thức mà em chia sẻ ấy, thì bảo đảm nó sẽ an toàn cho cây các bác nhé. Những cái thứ này thì trong nhà bếp nhà nào cũng có, cho nên là các bác có thể tận dụng để sử dụng để bảo vệ các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà mình, để chúng ta có những cái chậu cây đẹp hơn để trang trí cho khuôn viên gia đình. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.